là có cái khích lệ là quý vị phải biết là anh chị dân năm nay mới vừa tròn 34 tuổi thôi, mới có 34 rồi nha quý vị, cho nên là chúng ta phải được chức với cái 34 và 34 năm về trước đó. Cái vụ đường ai xin như thế nào bây giờ quý vị đang xem.